Xin chào mọi người, video này sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn dùng que diêm để làm hình sản phẩm handmade. Okay.
hôm qua em lại cặn chiều. Qua quà chi làm như cái cho ta you
xéo luôn đấy. Thôi Tuần à, mà đâu đi còn nghe kêu thì không nghe kêu đấy. Thank you.
Yeah.
Thank you.
xin lỗi. All right.
màu ạ. Chị chơi game này hả? Chuột mà chơi. Đồng rứa. Ủa, chuột mà chơi chứ. Mấy? Chị game chuột à? Đi chơi cơ mượn à? Chơi cơ mượn đứng quá. Sao 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 vậy? Em mượn đứng quá, em khỏi hơn chị thôi. Chị Cho chị mẹ ngươi chơi chị lên thì chị tránh ra. Kiếm vô ấy, kiếm gì đã mua. Thì không cân, không cân vậy mới chứ. Chơi quá, đừng có chơi nhiều quá. Chơi khả năng học quyền bằng. Học quyền bằng quá. Naruto đi được đã một chuyện. Gì? Naruto hả? Naruto chơi chặn lắm, đừng chơi. Học quyền bằng. Chơi chơi vậy đó, không nói chặn. Chơi không cay, không đập châu. Không, vậy đó, nhìn họ chặn á. Nhìn cái đừng chặn. Thank you.
mầm quế đó bắt nó quế. Chơi mày cái nợ đâu con người ta.
Thank you.
cây ra mua gần ai thiệt cho bộ. Em là chị kiếm chị cây ra mua gần ai. Con hẳn con đứng được mẹ được chuyện nó mà sợ rồi đó. Chủ yếu nó vũ khí rồi thôi. Nói chung là tôi thương nạp lắm, lại kia lại qua đầu tiên thôi. Con mẹ cái đứa mà đùa để đi bỏ thêm mẹ rồi. Gọi là cây cháy mình về hẳn được đẹp chứ không? Chứ để chọn mày có cái kiến mà kiểu lên như lắm. Để tiêm ra vaccine. Thì đó vì trong cơ thể mới có bệnh rồi, thằng mình tiêm ra vaccine thì có thể thằng có thể chọc lại. Chẳng gì em vaccine tan kia là. Sơ cãi ra giọng nhất tiêm này cái chất kia vô mình rửa thôi cho con. Thì có anh cũng này. Đó.
Chơi nhắn Việt Nam luôn à? Hai đây xin lỗi. Đạn lẽ không ngay chơi trường ngay chơi nào sau đây chơi cung người vui gì con. Nga không mày điện đi về sòng Nga. Hả? Cái gì? Đi là nó. Lên lên Nga mà cho chơi cung một lần nhiều nồi luôn. Vừa nãy nó nói như tỉnh rồi ra đó. Ủa? Mân phải lên được tròn à hay là tư tròn à? Thôi không chơi lắm đi lắm đi. Chơi nam nữ đó sau đấy hai người chơi cùng nhau được. Còn viên game đó game đang có gặp cặp đôi rồi đó sau nó còn mấy cái nhiệm vụ cặp đôi rồi. Xin tạm dừng video tại đây nhé.